Cụ thể, Hội khuyến học tỉnh Lâm Đồng đã trao 7.000 cuốn vở tặng học sinh huyện Bảo Lâm, 5.000 cuốn tặng huyện Di Linh, 5.000 cuốn vở tặng học sinh huyện Đạ Hoài, kinh phí do công ty trách nhiệm hữu hạn Hưu tài trợ. Thông qua những phần quà này, Hội khuyến học tỉnh Lâm Đồng và công ty trách nhiệm hữu hạn Hưu mong muốn động viên, khích lệ học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp năm học mới. Đồng thời, hy vọng các em tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, phấn đấu đạt kết quả tốt.